Nào, hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần công cụ nữa gọi là công cụ tô chuyển. Buổi trước thì chúng ta đã trao đổi với nhau về cách tô và bằng các cái lệnh ở trong nhóm lệnh fill, menu, edit fill, chip năm, và chúng ta đã biết cách tô màu tiền cảnh, hậu cảnh, một màu tùy chọn. Content away là tô một cách thông minh bằng cách là tạo ra một vùng chọn và đưa các cái nội dung điểm ảnh ở ven xung quanh những vùng chọn đó vào để lấp kín cái vùng chọn đó. Tô pattern là tô bằng các cái mẫu tô mà điểm ảnh cho sẵn. Tô history để có thể giúp chúng ta lùi về một cái thời điểm cụ thể nào đó ở trong cái quá trình làm việc của chúng ta. Tô màu trắng, màu đen và màu xám, đấy là các cái nội dung tô mà hôm trước chúng ta đã trao đổi với nhau. Tuy nhiên từng đấy thì vẫn chưa đủ, chúng ta còn thêm một cái công cụ nữa để tô màu chuyển. Tại vì trong cái trường hợp trước đó chúng ta tô thì thường là tô bằng một màu hoặc là một số các cái mẫu tô nào đó thôi. Thế thì để tô màu chuyển thì chúng ta sẽ làm quen với cái công cụ gọi là công cụ gradient tool, hay là công cụ được gọi bằng phím tắt là G. Thế thì về bản chất nó sẽ giúp chúng ta là tô từ hai màu trở lên trong một phép tô. Và đây là cái hộp cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp tô hoặc là các mẫu tô. Thế thì ở đây có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi mà chúng ta tô thì về mặt nguyên tắc sẽ không phải là một màu nữa mà là hai màu. Và cái default của chương trình nó sẽ cho phép chúng ta tô cái màu tiền cảnh trộn lẫn với màu hậu cảnh. Đấy. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý có ba cái, là rất đặc biệt ở trong cái mẫu tô chuyển này. Các bạn để ý cho tôi, khi mà bấm vào cái mũi tên sổ xuống để xem cái danh sách các kiểu mẫu tô thì chúng ta có ba cái mẫu tô đầu tiên này là sống chết thì các bạn cũng sẽ phải ghi nhớ cho tôi. Một là kiểu foreground to background, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy màu tiền cảnh trộn với màu hậu cảnh để ra một mẫu tô gồm có hai màu. Cái thứ hai là foreground to transparency. Trường hợp này thì chúng ta sẽ tô chỉ bằng một màu thôi, đấy là màu tiền cảnh, nhưng nó sẽ tô giảm dần yếu dần cho tới khi trong suốt. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là black and white. Trường hợp này thì nó không cần quan tâm là màu tiền cảnh là gì, màu hậu cảnh là gì, mà nó luôn luôn tô cho chúng ta bằng màu đen và trắng. Đấy, ba trường hợp này là ba trường hợp cực kỳ đặc biệt và chúng ta cần phải ghi nhớ nó, bởi vì chúng ta sẽ dùng đến nó tương đối nhiều. Còn lại các cái khác là cái gì? Các cái khác là các cái mẫu thư viện cho sẵn. Đó, các mẫu thư viện cho sẵn, và chúng ta sẽ dùng nó để mà chúng ta tô nếu như mà trong cái quá trình làm việc chúng ta có một ý tưởng tô màu nào đó mà nó gần giống như thế, chúng ta có thể lấy ra chúng ta xài luôn, hoặc là chúng ta sẽ sửa chữa lại một chút để làm sao cho đúng ý của mình. Thế thì bây giờ chúng ta quan sát cái kiểu đầu tiên, đó là kiểu foreground to background. Đó. Chọn công cụ, chọn kiểu tô, sau đó thì các bạn đưa cái trỏ chuột vào trong cái trang làm việc của chúng ta hoặc là trong cái vùng chọn mà chúng ta muốn xử lý. Sau đó thì chúng ta kéo chuột một cái, nhả chuột ra, thì các bạn sẽ thấy cái màu tô này nó được tô vào trong cái trang làm việc hoặc là tô vào trong vùng chọn. Đó. Và đây cũng đúng là màu tiền cảnh và hậu cảnh luôn. Thế thì bây giờ có mấy cái mà chúng ta cần phải lưu ý này. Cái điểm bắt đầu của phép tô là nằm ở đâu và điểm kết thúc của phép tô nó nằm ở đâu? Đây, chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Nếu như tôi tô từ đây thì sao? Không phải từ đầu bên lại cạnh này mà tôi tô bắt đầu từ đây, tôi kéo sang đây thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Chúng ta sẽ thấy có một đoạn rất dài, cái màu này là màu thuần. Chúng ta có hai màu gốc mà, một màu là tiền cảnh và một màu là hậu cảnh. Thế thì nó sẽ có một cái đoạn gọi là hòa trộn giữa màu nọ với màu kia, và cũng có những cái đoạn nó gọi là màu gốc. Đây, bây giờ tôi lại kéo lại một lần nữa. Ví dụ chỉ từ đây đến đây thôi, thì chúng ta sẽ thấy là một đoạn dài từ đây đến đây
là màu gốc, chính là màu hậu cảnh. Một đoạn từ đây đến đây là màu gốc, chính là màu tiền cảnh. Còn chỉ có một đoạn ở giữa này là bắt đầu nó trộn lẫn giữa màu A và màu B thôi. Thế thì cái sự phối trộn giữa hai màu chính này nhiều hay ít, đấy dài hay ngắn, thì do cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc ở đâu. Chỗ nào mà chúng ta bắt đầu cái chuột vào thì chỗ đấy bắt đầu là một màu gốc. Chỗ nào mà chúng ta nhả chuột ra thì đấy chính là chỗ bắt đầu của màu gốc thứ hai. Cái đoạn mà tôi đang kéo ở trên màn hình dài bao nhiêu thì cái đoạn đó chính là cái đoạn bắt đầu trộn. Còn đoạn nào nằm ngoài cái này thì là cái đấy là màu gốc. Thế thì cái khái niệm đầu tiên là như thế. Khái niệm thứ hai chúng ta cần xem xét là có 5 biến thể cho các tô này. Ở đây là chọn kiểu tô, còn ở đây là các biến thể cho nó. Chúng ta có kiểu đầu tiên và cũng gần như là kiểu mặc định là kiểu linear, là tô thẳng. Tô thẳng là như thế nào? Ở đây chúng ta có một cái hình chữ nhật là cái trang làm việc, và nó cứ từng vạch một từ màu A nó chuyển dần sang màu B. Đấy. Mỗi một cái dải như thế là nó chuyển một tí. Đầu bên trái thì chuyển dần từ màu đấy sang màu bên phải, và ngược lại, đầu bên phải thì cũng là từ màu nguyên xong chuyển dần sang cái màu bên trái. Trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là trường hợp tô theo kiểu tròn. Tròn là sao ạ? Tròn là chúng ta có một màu sẽ nằm ở giữa, còn màu thứ hai sẽ bao 360 độ xung quanh, và từ màu nọ chuyển sang màu kia bằng các sóng lan tỏa hình tròn. Đấy. Trường hợp thứ ba là tô theo kiểu góc. Kiểu góc là như thế nào? Kiểu góc là tôi có hai màu chính nằm cạnh nhau. Thế và mỗi một cái sự tô chuyển màu này thì nó chuyển bằng cái múi tam giác. Đấy. Nó sẽ chuyển vào các múi tam giác, và mỗi một cái múi tam giác này thì nó hòa trộn dần 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 sang cái màu còn lại. Trường hợp thứ tư, trường hợp này thực ra chúng ta có thể coi nó là một cái biến thể của cái trường hợp thứ nhất, đó là reflect, là tô lật. Tô lật là sao ạ? Tô lật là tôi sẽ có một màu nằm ở giữa, nhưng trường hợp này khác với lại tô kiểu tròn là gì đấy, màu còn lại là nằm hai bên. Hai bên này thì có thể là bên trái bên phải, hoặc là phía trên phía dưới, tùy vào cái hướng kéo con chuột của tôi. Ví dụ tôi kéo theo chiều ngang như thế này thì tôi sẽ có gì đây ạ, một màu nằm ở giữa, thế còn màu còn lại là nằm bên phải hoặc bên trái. Nhưng nếu tôi kéo từ đây lên hoặc xuống thì tôi lại có một màu nằm ở giữa, còn màu còn lại là kẹp phía trên và phía dưới. Còn trường hợp cuối cùng này thì nó hơi hơi giống như là cái trường hợp thứ hai, tô kiểu hình vuông, là một màu sẽ nằm ở giữa, màu còn lại nó sẽ bao 360 độ xung quanh, và hai màu này sẽ hòa trộn với nhau theo các bước hình vuông chứ không phải là hình tròn như ở cái trường hợp thứ hai. Thế thì như vậy là chúng ta biết được 5 biến thể của cái cách tô chuyển như thế này. Đến đây thì chúng ta mới thử nghiệm thêm một tí các biến thể thứ hai, các cái trường hợp mà tô thứ hai và thứ ba này, để xem tại sao tôi lại nói là chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt đến ba trường hợp này. Trường hợp thứ hai thì sao? Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ tô như thế này. Mở danh sách ra bằng cách là bấm vào phím mũi tên. Sau đó thì tôi bấm chọn kiểu thứ hai. Bây giờ tôi mới tô thử. Nhưng mà trước khi tô thì có lẽ là chúng ta cần phải làm một cái thao tác gì đó đã. Có lẽ là tôi sẽ tô một màu trước đã nhé, hoặc là tôi tô một cái pattern trước vào trong cái layer này đã. Edit fill. Bây giờ tôi chọn một cái pattern đi. Và tôi chọn một cái mẫu tô nào đó, ví dụ là kiểu này đi. Đây, đây là một layer. Bây giờ tôi tạo một layer mới bằng cách là vào quyển sổ layer và tôi bấm vào trang giấy trắng này để tôi tạo ra một layer mới. Layer mới này trong suốt, không có điểm ảnh nào cả. Đó. Và chúng ta nhìn xuyên qua cái layer trong suốt này và chúng ta nhìn thấy được toàn bộ cái layer ở phía dưới đã được tô một pattern màu xanh này. Bây giờ tôi chuyển sang sử dụng công cụ gì đây ạ? Gradient Tool. Và bây giờ tôi tô cái màu này. Các bạn quan sát, khi tôi tô là tôi tô vào layer thứ hai. Và các bạn nhìn thấy là ở đây chúng ta có màu tô vào cái layer này thật, nhưng nó lại không phủ kín hết mà chúng ta vẫn nhìn thấy một phần của layer này. Lý do vì cái kiểu tô của chúng ta đang là
từ kiểu foreground to transparency, có nghĩa là từ có là màu tiền cảnh và sau đó giảm dần thành trong suốt. Đoạn nào giảm dần thì chúng ta thấy có một màu đỏ nhẹ phủ lên trên và vẫn nhìn xuyên qua được do nó không đậm đặc. Thế và đến một đoạn nào đấy thì chúng ta nhìn rất rõ ràng những cái mẫu pattern tô ở cái layer phía dưới. Lý do là chỗ đấy là trong suốt rồi cho nên là sẽ không có sắc đỏ nữa. Đấy là cái kiểu tô thứ hai ở trong nhóm các lệnh các cái cách tô. Và trường hợp thứ ba là black and white. Black and white thì đây các bạn nhìn thấy rất rõ là màu tiền cảnh là đỏ, màu hậu cảnh là vàng cam, nhưng mà khi tôi tô vào đây thì nó vẫn là gì đây, đen và trắng. Bây giờ tôi đổi sang màu khác nhé, đây là xanh đó, đây là xanh này nữa, hai màu này đang là màu xanh nhưng khi tôi tô vào đây các bạn cũng vẫn như thấy nó là đen và trắng. Đấy. Trường hợp này thì chúng ta dùng làm gì? Trường hợp này chúng ta sẽ dùng rất nhiều ở trong cái kỹ năng là che chắn một phần nào đó ảnh ở trong cái kỹ thuật nó gọi là gradient mask, mặt nạ tô chuyển. Đấy. Những cái đoạn mà chúng ta sẽ làm bóng đổ hoặc là những cái phần mà lan lan dần chuyển dần trộn vào với nhau vân vào các kỹ thuật cắt ghép ảnh hoặc che chắn ảnh phía sau này chúng ta sẽ dùng cái này rất là nhiều. Thế còn mấy cái phần sau này thì rất là đơn giản. Túm lại là tôi có các thư viện được cho sẵn ở trên Photoshop và khi mà tôi có một cái ý định nào đó thì tôi có một cái dự định về màu thì tôi mở cái này ra tôi tìm, nếu mà có cái màu nó giống ý rồi thì tôi dùng luôn, còn nếu không thì tôi sẽ điều chỉnh một tí nếu nó gần gần hao hao rồi. Thì thao tác chỉ có đơn giản là chọn và kéo thôi, thì màu nó cho như thế nào thì chúng ta dùng như thế hoặc chúng ta điều chỉnh một chút. Nhưng trước khi nói đến điều chỉnh thì tôi sẽ giới thiệu thêm về các cái thư viện đã. Đó. Cũng tương tự như là mẫu tô pattern hôm trước thì cái số lượng mà mẫu tô được cho ở trong này cũng không phải là nhiều lắm, do đó khi mà chúng ta không được đáp ứng đủ yêu cầu thì chúng ta cần tìm thêm các mẫu khác. Và tìm ở đâu thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng nhỏ là hình mũi và hình bánh xe đang cưa này, và cũng tương tự như là cái cơ cấu làm việc của mẫu pattern hôm trước, chúng ta cũng có các cái thư viện mẫu màu tô được phân biệt ra theo từng chủ đề một và họ sẽ sắp xếp từ phía dưới này lên tới cái cạnh phần cách này. Mỗi một cái này là một thư viện màu và cũng có cái cơ cấu câu hỏi giống hệt như hôm trước. Đó. Thay thế tất cả những màu đang có này bằng màu mới, không thay gì cả hoặc là gì đây, giữ lại toàn bộ các màu đang có và đưa thêm các màu mới vào. Bây giờ tôi thay thế nhé và chúng ta sẽ có một số các cái màu như thế này. Khi chúng ta tô thì chúng ta cũng lại chọn và đưa vào đây thôi. Đó. Đây. Đến đây thì chúng ta đã biết cách gọi là lấy thêm các cái mẫu màu rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiến tới một cái bước tiếp theo, đó là chỉnh sửa theo ý của mình. Đó. Chỉnh sửa theo ý của mình thì chúng ta làm như thế nào? Nhưng trước hết là chúng ta nên biết cách quay về cái trạng thái gốc đầu tiên đã, bởi vì nếu không đến lúc cần thì sẽ không biết cách gọi như thế nào. Thì đây các bạn bấm vào đây. Đấy. Và các bạn chọn cho tôi cái lệnh là gì đây? Reset Gradient. Bấm vào đây. Đó. Thì nó lại quay trở về cái default ban đầu. Đấy. Chứ nếu không thì đến lúc mà các bạn cần tìm những cái này thì các cái thư viện sau là không có. Thế bây giờ đến cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần làm là tùy chỉnh, tùy biến một cái mẫu. Tùy chỉnh, tùy biến một cái mẫu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thay vì là sổ danh sách bằng cái mũi tên này để mà các bạn bấm vào một trong các mẫu tô thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác là bấm chuột trực tiếp vào đây. Đấy, các bạn nhìn thấy rất rõ là khi tôi trỏ chuột vào đây thì nó hiện lên một cái dẫn giải cho chúng ta là gì đây? Click để edit đó, click to edit the gradient, bấm vào đây thì bắt đầu sẽ có một cái bảng lệnh mở ra danh sách các mẫu tô mà nó cung cấp trong này cho chúng ta thì nó vẫn đầy đủ hết tất cả đấy, chỉ có điều là gì, nó còn kèm theo các tham số khác cho chúng ta điều chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt chúng ta xem các cái vấn đề mà cần phải làm như sau. Thứ nhất là đây là mẫu tô chuẩn là gồm có tiền cảnh và hậu cảnh và đây là cái giải
hiển thị. Thế chúng ta sẽ thấy là giải màu hiển thị ở đây cộng thêm là gì đây ạ? Các con trượt. Mỗi con trượt này thì nó đại diện cho một màu ở trong mẫu tô. Thứ nhất, khi tôi bấm vào con trượt nào, cái này nó khái niệm nó được gọi là color stop. Và tôi bấm vào con trượt nào thì cái ô color ở dưới nó sẽ được kích hoạt lên, cho phép chúng ta biết là cái con trượt này nó đang điều khiển cái màu gì. Trước hết, một cách đơn giản nhất là tôi sẽ điều khiển cái ưu tiên giữa hai màu. Đó. Nguyên tắc đầu tiên là hai màu này sẽ được cân bằng 50-50 với nhau. Có nghĩa là mỗi màu sẽ hòa trộn ở trên một cái quãng đường dài này và mỗi thằng chiếm ưu thế khoảng 50%. Thế thì tôi có thể là cho một màu đó nó được ưu tiên nhiều hơn bằng cách là kéo cái hình thoi vuông nằm ở giữa này, điểm midpoint. Midpoint này thì nó sẽ kéo về đầu nào thì nó sẽ làm cho gì đấy ạ? Nó sẽ làm cho cái đầu đó ít đi và đầu ngược lại này sẽ được chiếm nhiều chỗ hơn ở trong cái khoảng mà hòa trộn giữa hai màu. Ngược lại đây, nếu tôi kéo sang màu xanh cây thì cái màu xanh biển này nó sẽ được ưu tiên nhiều hơn trong cái chuỗi mà hòa trộn giữa hai màu. Đấy là điểm midpoint. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp sang cái vấn đề thứ hai là nếu chúng ta kéo các điểm color stop chính này thì sao? Color stop chính này thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy là cái quãng ưu tiên màu nguyên nó sẽ gì đây? Nó sẽ lớn hơn. Còn từ cái điểm này đến điểm này sẽ là gì đây? Trộn. Nếu tôi kéo, đúng không? Nếu tôi kéo cái thằng này ra thì các bạn cũng sẽ thấy là từ đây đến đây sẽ là màu nguyên, từ đây đổ đi sang đến đây mới là màu trộn. Còn từ đây đổ về phía trái này lại là màu nguyên. Đây là cái pháp điều chỉnh ở trong sâu của cái dãy màu này. Còn vừa nãy là chúng ta bằng tay kéo, chúng ta ưu tiên cái đoạn nào nhiều hơn, đúng không? Tiếp theo nữa thì sẽ có vấn đề là gì? Thêm hay bớt màu. Kiểu này là minimum, tối thiểu là hai màu hòa trộn với nhau. Nhưng tôi thích là ba màu hay bốn màu cơ, thì tôi sẽ đưa vào bằng cách nào? Thì lúc đó chúng ta sẽ phải tạo ra thêm các cái điểm color stop mới. Mà thêm thì rất là đơn giản. Các bạn muốn thêm vào đâu thì các bạn đưa chọn chuột vào đây, kích chuột một cái thì nó sẽ phát sinh ra một cái color stop mới. Và cái color stop này nó sẽ mang cái màu của cái điểm color stop mà gần nhất chúng ta vừa mới nhấp vào chúng ta chỉnh. Sau đó thì các bạn muốn thay màu thì các bạn hãy bấm vào cái ô color này. Bảng màu hiện lên, các bạn muốn thêm màu nào thì các bạn kích chọn màu đó và nó sẽ đưa cái màu mới vào điểm color stop mới đó. Các bạn muốn thêm bao nhiêu màu cũng được. Đấy. Cứ chọn màu đi, kích chuột vào tạo thêm color stop, sau đó thì cứ lần lượt mà thêm màu vào. Như vậy là ở đây tôi đã có một cái mẫu tô gồm có 5 màu rồi. Như thế là chúng ta đã thêm được nhiều hơn so với mẫu tô gốc. Thế còn ở chiều ngược lại, muốn bớt đi thì sao? Tôi thêm vào rồi nhưng mà tôi ngắm nghía một hồi tôi lại bảo tôi không thích màu này hay tôi không thích màu kia, tôi muốn bỏ nó đi chứ không phải tôi thay thế sang màu khác nữa. Thì các bạn làm thao tác như thế này cho tôi. Rất đơn giản, muốn bỏ màu nào đi các bạn bấm chuột vào nó và các bạn kéo nó xuống phía dưới, túm lại là chúng ta giằng nó ra khỏi cái dãy màu đấy là xong. Như thế là chúng ta đã tạo ra được một cái mẫu tô gồm có nhiều hơn một màu, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta thêm vào những cái mẫu màu nữa. Và đây là kết quả đó, màu tôi vừa điều chỉnh đây. Thay vì hai màu thì tôi có bốn màu. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết. Sẽ có bạn sẽ hỏi rằng là màu thì thêm vào rồi, bớt vào rồi, đúng không? Nhưng mà em còn thấy ở phía trên này còn có các con trượt nữa. Vậy thì nó làm cái việc gì? Thì đây chính là cái con trượt phụ trách cái transparency. Đây, cái thứ hai mà vừa nãy chúng ta vừa nói với nhau là foreground to transparency, chính là phải có cái giá trị transparency, độ trong đục ở đây. Thế thì ở đây chúng ta có hai cái con trượt nằm phía trên của dải màu mẫu và hai con trượt này nó đóng vai trò là điều khiển cái giá trị opacity, hay có một cách gọi khác nữa là transparency. Đúng không? Mặc định thì khi chưa can thiệp thì cái ô này nó sẽ là 100%, có nghĩa là đục. Tôi tô một màu ở layer trên
thì cái layer đó nó sẽ được phủ rất dày đặc, nó kín và chúng ta không thể nhìn xuyên qua nó để nhìn thấy những cái hoa văn hoặc họa tiết hoặc những cái thứ mà đã có ở layer nằm phía dưới. Tuy nhiên nếu tôi hạ cái giá trị transparency này xuống hoặc là opacity này xuống thì nó sẽ trong dần và chúng ta có thể nhìn xuyên thấu cái lớp ở phía trên để nhìn xuống được cái đối tượng nằm ở phía dưới. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm thôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ giảm cái này xuống thành ra là 50% đi. Đó, đây, opacity 50% đi. Thì lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy là cái đầu này bắt đầu có cảm giác trong, đầu này thì vẫn đục. Đấy, và bằng cách là điều chỉnh những cái con trượt opacity hoặc là transparency này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ làm cho chỗ nào trong hay chỗ nào đục ở trong cái phép tô này. Mà các bạn có thêm được nhiều không hay là chỉ có hai con trượt gốc này thôi? Nhiều, muốn bao nhiêu cũng được. Đấy, nó cũng tương tự như là cái cách mà thêm các cái color stop nằm ở phía dưới, thì ở phía trên này nó gọi là opacity stop. Đấy, các bạn kích vào cái điểm nào thì nó sẽ tạo ra một cái opacity stop mới, và bằng cách như thế này thì các bạn sẽ có thể tạo ra được các cái điểm opacity stop mới, và các bạn có thể gán cái giá trị là trong đục của nó là bao nhiêu. Và về mặt nguyên tắc cũng giống như là cái color stop ở bên dưới, khi mà các bạn đã điều chỉnh một cái giá trị opacity stop nào đó thì cái opacity stop mới mà các bạn tạo ra nó sẽ mang luôn cái giá trị của cái opacity stop trước đấy mà các bạn vừa chỉnh xong. Đấy, muốn bỏ đi cũng thế thôi, nhấp kéo nó ra khỏi chuỗi, vậy là xóa nó đi. Bây giờ tôi sẽ thông qua cái phần mà bài tập, à, một, một một cái ví dụ đó để cho chúng ta có thể là hình dung ra cái cách làm. Đây, bây giờ tôi mở thử một cái ảnh, tìm mở một cái ảnh nha. À, ví dụ tôi có một cái ảnh như thế này. À, bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một cái cầu vồng vào đây. Cầu vồng thì nó có nhiều sắc, nó phù hợp với lại cái thao tác mà làm bằng câu chuyện. Đó. Thế thì việc đầu tiên để chúng ta làm, chúng ta sẽ tạo ra một layer mới cho cái ảnh này đã. Đây. Bây giờ tôi sẽ tạo ra bằng cách là mở cửa sổ layer và bấm vào cái biểu tượng trang giấy trắng để tôi tạo ra một layer mới. Layer mới này trắng không, không có cái gì ở trong này cả. Đúng không? Ok. Bắt đầu là tạo layer. Bước thứ hai là tôi sẽ bấm chọn vào trong cái công cụ tô chuyển. Bước thứ ba là tôi chọn một cái màu nào đó. Trong trường hợp này tôi chọn cái màu này đi. Là 7 sắc cầu vồng có sẵn rồi, tôi sẽ không phải thêm vào nữa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh các bước màu nó gần xa nhau như nào, điều chỉnh về opacity, điều chỉnh về kiểu tô. Trước hết tôi sẽ làm bằng thao tác gì đây ạ? Kéo tất cả các điểm màu này vào xít xịt với nhau. Đây, lần lượt túm vào từng color stop và kéo nó nằm sát vào với nhau vào điểm giữa như thế này, cho tới khi nào các cái chuỗi màu này nó là một tập thể nằm rất sát vào với nhau. Tiếp theo thì tôi sẽ bấm vào giữa này để tôi tạo một cái opacity stop mới. Cầu vồng thì các bạn biết rồi, nó không bao giờ quá rõ ràng cả mà nó có cái tính chất mờ ảo của nó. Tôi sẽ giảm opacity cho cái điểm opacity stop này xuống thấp thôi, không để 100%, có lẽ là 60% thôi là được rồi. Sau đó thì tôi lại tiếp tục bấm vào bên cạnh và tôi sẽ giảm nó xuống ví dụ 40% thôi. Tiếp tục lại ở bên này, tôi lại bấm thêm một lần nữa để tôi tạo ra một cái thứ hai.
Mà cái thứ hai nha các bạn vừa biết rồi đấy, cái tôi vừa tạo nó là bao nhiêu thì cái mới bấm nó cũng sẽ mang giá trị 40% nó luôn. Đó. Bây giờ tôi thêm một cái nữa, ví dụ 20% chẳng hạn. Tôi điều chỉnh là 20. Thế thì bấm cái tiếp theo bên này nó cũng sẽ mặc như là 20 thôi. Và hai cái ngoài cùng này thì tôi sẽ giảm xuống 0, 0 thì sẽ không nhìn thấy gì nữa. Và tôi cũng kéo nó sát vào đây cho nó sát hết vào ở giữa thế này. Đến đây, sau khi mà hiệu chỉnh xong các cái bước dồn màu cũng như là thêm bớt các cái giá trị opacity stop thì tôi sẽ nhấp OK để xác nhận cái thao tác chỉnh sửa này. Tiếp nữa thì bắt đầu vận hành thì tôi chuyển nó sang cái biến thể thứ hai trong các kiểu tô là tôi chuyển sang gradient. Tiếp theo thì tôi sẽ vẽ một cái đường như thế này. Và chúng ta sẽ có một cái cầu vồng hiện lên như thế này. Đây là kiểu tô tròn, thực ra là kiểu tô tròn đó, và tôi dồn các bút màu sát vào với nhau. Ở hai đầu thì tôi sẽ cho nó opacity, và opacity thì nó sẽ rỗng hoặc là nó trong những cái phần mà tôi đã gắn opacity. Các bạn lưu ý giúp tôi một tí nhé, là trước khi tô các bạn kiểm tra trạng thái ở trên thanh option để xem là nó đã đánh dấu cái phần này chưa. Nếu mà nó chưa đánh dấu cái ô transparency này thì các bạn có chỉnh sửa bên trong kia nó cũng sẽ không trong đâu. Do đó nếu trường hợp các bạn tô mà các bạn thấy là nó vẫn liền kịp tại một mảng thì các bạn phải kiểm tra lại cho tôi, undo lại và kiểm tra lại cho tôi cái dấu transparency này đã đánh dấu chưa. Nếu đánh dấu rồi, ok. Và ở đây thì nó có một cái phần nữa, cái diffuser này và cái reverse này. Đấy, cái này thì nó sẽ là giúp chúng ta hòa trộn màu một cách tốt hơn bằng cái kỹ thuật dung màu để cho các màu nó trộn vào với nhau nó mềm mại hơn. Thế còn cái phần reverse này là phần đảo ngược. Đảo ngược là sao ạ? Đảo ngược là nếu tôi đánh dấu hoặc là không đánh dấu đảo ngược thì đây, phép tô của tôi nó sẽ có cái màu nó nằm nghịch chiều nhau. Đấy. Đây là không đánh dấu reverse thì cái màu xanh này nằm xuống dưới đúng không? Còn nếu như mà tôi đánh dấu này thì cái màu xanh này nó lại chạy lên phía trên, tức là đảo ngược cái chuỗi màu mà chúng ta vừa mới điều chỉnh. Đến đây thì chúng ta thấy có một cái gì đó trông cũng tương tự giống như là cầu vồng rồi. Nhưng cầu vồng thì thứ nhất là nó không bao giờ nhìn thấy chân cầu vồng cả, đúng không? Cái chỗ gần tiếp giáp xuống mặt đất hay mặt biển mặt nước gì đó không bao giờ các bạn nhìn thấy chân cầu vồng ở đâu cả. Đấy, và do đó thì chúng ta phải cắt cái chân cầu vồng đi. Bây giờ lý do mà tại sao tôi lại nói với các bạn là chúng ta cần làm ở trên một cái layer mà transparency, tại vì là các bạn muốn dịch cái cầu vồng này đi đến đâu cũng được. Đấy. Và đến lúc các bạn cắt chân thì nó tương đối thoải mái. Ví dụ đến đây, bây giờ tôi mới tiến hành tôi cắt chân cái cầu vồng. Thì để cắt chân cầu vồng thì tôi có thể sử dụng một trong số các công cụ để tạo ra vùng chọn. Đó. Sau khi mà chúng ta cắt chân nó, ví dụ ở đoạn này là có núi thì nó phải theo cái mỏm núi đúng không? Ở đến biển thì nó theo mặt biển hoặc là theo các đảo phía xa xa này. Nhưng mà đến đây cắt có được không? Cắt tất nhiên là được. Đây, tôi tạo ra vùng chọn và nhấn delete xóa. Thì nó sẽ cắt được cái chân rồi. Nhưng cắt chân như thế này thì trông nó cũng rất là buồn cười, tại vì là chân cầu vồng nó quá là sắc, đúng không? Chân cầu vồng quá là sắc, vậy thì tôi sẽ phải làm như thế nào để mà nó cắt một cách hợp lý hơn, giống cầu vồng ở đời thực hơn. Thì bây giờ chúng ta lại quay về cái khái niệm rất là cổ điển trước đó mà chúng ta đã từng làm việc với nhau, đó là feather, đúng không? Hoặc là vào select modify feather. Bây giờ tôi có thể gán cho nó một cái feather, ví dụ 30 đi pixel đây hay 50 pixel đây. Đấy. Và sau đó thì tôi mới bắt đầu là nhấn phím delete xóa đi một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần gì đó. Thế thì do cái feather mà chúng ta gán cho cái vùng chọn đấy, nó cho phép là làm việc vượt ra khỏi cái gì ạ, vượt ra khỏi cái giới hạn của cái vùng chọn. Thế còn feather càng cao thì nó càng cắt lẹn ra ngoài và càng xa ra ngoài thì nó càng yếu đi. Vậy thì nó sẽ làm xóa mờ, xóa mờ, xóa mờ lấn dần ra đây, và nó sẽ cho chúng ta một cái cầu vồng mà bắt đầu cái chân được ẩn giấu đi.
À, ví dụ như thế. Thế đến đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu cần thiết nữa thì chúng ta sẽ tăng giảm thêm các cái giá trị nữa, đó là giá trị opacity ở trên layer đấy. Các bạn muốn làm thì các bạn có thể là tăng giảm opacity cho nó bằng mấy cách như thế này. Một là khi các bạn trỏ chuột vào chữ opacity ở đây thì bắt đầu các bạn sẽ nhận thấy một cái hình dáng giống như là cái tay đang như thế này, di bằng cái ngón, di bằng ngón trỏ đấy, và bằng cách là bấm giữ chuột và kéo sang bên trái hoặc kéo sang bên phải trên dòng chữ này thì các bạn sẽ tăng hay giảm được cái giá trị trong opacity. Cách thứ hai là các bạn bấm vào mũi tên, sổ ra cái con chuột này và các bạn kéo sang trái hoặc kéo sang phải để tăng hay giảm giá trị opacity. Cách thứ ba là các bạn nhấp nút vào đây và các bạn gõ cho tôi một cái tham số opacity vào đây. Và cuối cùng một cách nhanh hơn đó là các bạn gõ trên bàn phím số ở trên máy tính của các bạn và quy luật như sau: 0 là 100% opacity, có nghĩa là đục không nhìn xuyên qua được, 9 là 90, 8 là 80. Nói tóm lại là mỗi một cái phím số đó tương ứng với lại một cái số phần 10 đúng không? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 đấy. Thì tôi gõ bao nhiêu thì ra bấy nhiêu, đây là 100% này. Gõ 5 là ra 50% này, gõ 2 là 20%. Các con số lẻ thì sao? Các con số lẻ các bạn gõ liên tiếp cho tôi hai con số. Ví dụ tôi cần một cái tham số là 57% chẳng hạn, tôi gõ 57 thì nó sẽ ra 57%. Thế còn các số lẻ mà nó còn nằm dưới 10 thì lúc đó các bạn buộc phải gõ trực tiếp thôi, không có phím tắt cho cái việc đó. Thì chúng ta sẽ nhanh chóng chúng ta tăng hoặc giảm cái opacity này cho tới khi mà chúng ta cảm thấy là vừa mắt. Thế đến đây thì đã xong chưa? Nếu như các bạn làm ở trên đất liền thì chỉ cần cái opacity giảm bớt xuống cho phù hợp mắt là được. Nhưng mà còn ở cái môi trường mà có nước đúng không? Thì nó còn có cái phần bóng ở xuống phía dưới. Vậy thì lúc này chúng ta lại phải Ctrl G nhân bảng cái thằng này lên đúng không? Sau đó thì chúng ta vào Edit, chúng ta vào Transform và các bạn cho tôi cái lệnh là Flip Vertical để các bạn lật nó xuống. Tiếp nữa thì chúng ta lại phải kéo nó xuống dưới cho tới khi nào mà nó làm sao đây, nằm ở cái vị trí tương ứng ở dưới nước. Tất nhiên ở trong cái lúc lật này thì các bạn lại phải xem là nó có bị chồng đè lên những cái gì, các đối tượng nào mà không được phép chồng đè hay không. Những trường hợp như thế này thì chúng ta phải cắt bớt nó đi một cách thật sự và cắt theo hình thôi. Đó, cắt đi. Sau đấy thì chúng ta lại tiếp tục phải xử lý tăng giảm cái opacity này. Đó. Vì cái môi trường khác nhau, môi trường nước và môi trường không khí là hai môi trường mà nó có cái tính chất hóa học khác nhau. Đó, độ khúc xạ khác nhau, cho nên là nó đưa xuống môi trường nước thì chúng ta lại thay đổi opacity của nó đi, để cho nó đừng có giống như là cái ở trên không khí nữa. Thì như vậy là chúng ta đã làm nhanh, chúng ta thử nghiệm được một cái ví dụ về tô chuyển, tô nhiều màu đấy, và trong đó chúng ta kèm theo cả những cái khái niệm cũ nữa, ví dụ như opacity để cắt, để xử lý các thứ. Và bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ để sử dụng cái phép tô chuyển, và đồng thời là chúng ta đã tạo ra ghép một cái cầu vồng vào trong một cái ảnh đã có sẵn như thế nào. Thế bây giờ mới lại quay trở lại một cái như lúc mà tôi nhắc từ nãy. Nếu mà bây giờ tôi quên mất, tôi không tạo ra cái layer mới mà tôi làm luôn layer cũ thì sao, layer gốc thì sao? Nào đây, các bạn quan sát thử nhé. Bây giờ tôi làm ở đây, tôi tô một đường thế này, tôi tạo ra cái cầu vồng rồi. Bây giờ sẽ đến đoạn cắt chân. Thứ nhất là di chuyển nó không di chuyển được, tại vì nếu mà chúng ta đã làm ở gì đây, ở trên một layer mà là layer gốc thì nó thay thế luôn điểm ảnh ở các layer gốc đấy rồi, không thể di chuyển được. Thôi cứ tạm cho là ở đây vị trí này là được rồi đi. Thế bây giờ cắt chân cầu vồng thì cắt như thế nào? Tại vì nếu mà tôi cắt đúng không,
Tôi vẽ theo cái đường chân trời ở đây, các cái đạo xà ở đây để tôi cắt. Thì nếu tôi cắt thì nó sẽ làm gì đấy ạ? Nó sẽ bị mất mất đấy mà. Mất điểm ảnh cũ, tại vì đây là trên một layer. Đây, đi đấy. Edit, cut. Nó sẽ mất đi và nó lộ cái màu hậu cảnh. Vậy thì bây giờ làm thế nào? Nếu trong trường hợp mà các bạn làm mà không 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 tạo ra một layer mới thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Để xem có vận dụng được cái kiến thức của buổi hôm trước không. Thôi được rồi, làm thử cho tôi cái ví dụ ấy trước đi đã nhé. Hả? Dùng tin smart. Dùng tính năng fin smart. Fin smart à? Fin sau là dùng tính năng smart, nó ghi nó không có smart ở đây. Container away. Container away à? Không được. Bởi vì nó sẽ lấy ở trên cả bầu trời. Này nhá, container away nhá. Nào chúng ta xem thử. Đó. Nó sẽ vẫn kéo một phần của cái trên xuống. Trường hợp này thì các bạn cũng vẫn phải làm cái history cho tôi. Đấy, vẫn phải làm vẫn phải làm feather cho tôi đã. Đó. Đây select này, modify này, feather này. Vẫn phải cho nó một cái tham số nào đó đi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Fill trong trường hợp này là phải fill history để cho nó làm sao đây, nó khôi phục lại cái điểm vốn có của nó đó. Bây giờ một lần mà chưa được thì hai lần chưa được thì 3 lần, 3 lần chưa được thì 4 lần. Nhưng mà như thế thì nó sẽ vẫn khó cho các bạn ở cái đoạn mà nếu trường hợp làm ở trên đất liền thì thôi, làm xong là xong đúng không? Nhưng ở biển chúng ta lại phải một cái nữa lật xuống, cho nên cách tốt nhất vẫn là làm ở trên một cái layer riêng để nó đảm bảo chúng ta sẽ vận hành một cách độc lập những cái thao tác mà chúng ta cần làm, không ảnh hưởng tới cái điểm gốc là vì thế. Còn cách cấp cứu thì đây là chúng ta vận dụng cái history, tại vì sao? Nó sẽ khôi phục lại cái phần ở trong cái vùng chọn đó là những điểm ảnh vốn có của khung cảnh đó, nó sẽ không còn cái chân nữa. Đấy, bây giờ các bạn thử nghiệm luôn đi.